Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Benelli TAK 702/2023 chính thức ra mắt thị trường có gì khác biệt hay không? Cái chiếc Benelli TAK 702/2023 phiên bản Adventure Tourer vừa được hãng xin ý ra mắt. Đây là một cái chiếc mô tô được xây dựng dựa trên cái sự thành công cái mẫu là TAK 502 và TAK 250. Là một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất thương hiệu hiện nay. Trong vòng từ 4-5 năm qua, cái tên Benelli đã trở thành một trong những cái mẫu xe hai bánh nổi tiếng của thế giới. Và còn hơn nữa, khi là Quang Sơn, một trong những tập đoàn kinh doanh của nước Trung Quốc đã chăm sóc cái doanh nghiệp và tiếp tục phát triển với cái sự thăng tiến tốt nhất. Một phần là cái sự hồi sinh với cái sự hiện diện của cái dòng xe là Benelli TAK lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 2017. Đã tạo nên một cái cơn sốt trong cốt là Adventure Tourer hạng trung. Và mới đây hãng cũng đã quyết định chuyển sang cái công suất lớn hơn với cái mẫu là TAK 702/2023 vừa được ra mắt. Cái chiếc Benelli TAK 702/2023 mang cho mình những đặc điểm một cái dòng xe máy TAK với cái màn hình là ADB Tourer dựa trên bản là TAK 502. Đặc biệt nhất phần đầu xe với cái hình đèn pha, hình mặt nạ. Trong khi đó, TAK 702/2023 sẽ có một tính năng đầy thú vị như lắp cái camera built-in dưới phần đèn pha. Đây là một cái chiếc camera có độ phân giải rất cao, có thể ghi lại những khoảng cách vừa lái xe lúc rảnh rỗi. Nó cũng có thể được ứng dụng làm bằng chứng sau một cái vụ tai nạn. Cái bản thân nhãn sức cũng chưa đưa ra những tính năng khác, nhưng khả năng rất cao chiếc xe tận dụng cho mình một cái bộ đèn LED xung quanh chiếc xe, một màn hình hiển thị kỹ thuật số với khả năng kết nối điện thoại thông minh, sự ấm tay lái được trang bị với phần yên và chiều cao thì vừa phải với người dùng. Và TAK 702/2023 sẽ chia thành hai phong cách, một trong những đó là phiên bản chuẩn sẽ đi kèm với cái vành hợp kim, tập trung chủ yếu vào việc tận dụng hàng ngày trên đường phố. Cái phiên bản thứ hai sẽ là cái vành nan hoa với kích thước bánh trước bánh sau có cái sự khác biệt, đề cao khả năng off-road. Đến với phần động cơ của cái chiếc xe mới Benelli TAK 702/2023 sẽ đi kèm với cái động cơ là 2 xăng dung tích là 693cc, được thiết kế lại hoàn toàn. Cái vốn không phải là động cơ nguyên bản của TAK 502 đã được nâng cấp thay thế xăng. Cái động cơ mới lần này sẽ sinh ra cái công suất tối đa là 75 mã lực, tăng ngưỡng tung máy là 8.500 vòng trên phút. Trong khi đó mô men xoắn cực đại là 68.2 Nm, tăng ngưỡng tung máy 6.250 vòng trên phút. Benelli chưa công bố giá bán chính thức và ngày phát hành. Như dự kiến hãng xe ra mắt vào trong tuần tháng 10 năm 2022, có khả năng rất cao nó được phát hành ở Ý và Trung Quốc đầu tiên trước khi lan rộng những khu vực khác trên thế giới. Và chúng ta còn phải chờ xem liệu nó có được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam hay không. Cảm ơn các bạn đã giải đích này. Hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.